Review nhân vật Sung Jin-Woo, người mạnh nhất trong truyện Solo Leveling phần 1. Sung Jin-Woo là nhân vật chính trong bộ truyện Solo Leveling, từng là một thợ săn cấp E, yếu đến mức một cách đáng sợ. Sau mỗi chuyến đi thám hiểm hầm ngục của mình, Sung Jin-Woo luôn là người bị thương nặng nhất, thậm chí có lần suýt chết. Nhưng một cơ duyên đã đến, làm thay đổi cuộc đời của Sung Jin-Woo. Tại hầm ngục cấp D, hắn ta đã gặp một hầm ngục kép. Cả đội của hắn đã gặp phải chúa quỷ và tham gia vào trò chơi của chúa quỷ. Từ đó cuộc đời của Sung Jin-Woo bắt đầu thay đổi từ đây. Các mối quan hệ của Sung Jin-Woo. Sung Jin-Woo sinh sống với em gái và người mẹ đang nằm hôn mê sâu bởi một căn bệnh kỳ lạ. Sau khi năng lượng của các hầm ngục được mở ra, những con người cũng nhận được sức mạnh to lớn, nhưng cũng có người lại bị hôn mê sâu không tỉnh lại. Mẹ Sung Jin-Woo là người trong số những người mắc căn bệnh đó. Cha của Sung Jin-Woo là Sung Chu-han. Từ nhỏ cha hắn đã bỏ hắn đi làm một nhiệm vụ đặc biệt, từ đó cha hắn biến mất không có một chút tin tức. Khi Sung Jin-Woo nhận được sức mạnh sau khi cánh cổng hầm ngục mở ra, thì cấp độ sức mạnh của hắn ta chỉ được đánh giá cấp E. Mỗi cuộc chiến, hắn ta đều được một cô gái healer tên Chu Hi chữa trị, từ đó nảy sinh ra một tình bạn đẹp. Ngoài ra, Sung Jin-Woo có một ông chú luôn giúp đỡ hắn ta tên là Kim Sang-sit. Nhờ có ông chú Kim, hắn ta có thể vào các hầm ngục cấp thấp để kiếm tiền. Thợ săn Cha Ha-in là một thợ săn cấp S, người bị dị ứng với mùi của những thợ săn, nhưng khi gặp Jin-Woo nàng ta lại không thấy mùi đấy. Ha-in đã tiếp xúc với Jin-Woo trong những cuộc chiến đấu cùng nhau và những buổi nói chuyện tận hưởng cuộc sống bình thường, hai người đã có tình cảm với nhau. Sức mạnh của Sung Jin-Woo. Tại một hầm ngục kép cấp D, Sung Jin-Woo và đồng đội đã đụng chạm với chúa quỷ, những cái chết ập tới với những đồng đội của hắn ta. Nhờ trí thông minh của mình, hắn đã hiểu ra quy luật của trò chơi mà chúa quỷ tạo ra. Đến phút cuối hắn bị đồng đội bỏ rơi. Vào thời khắc cuối cùng, hắn đã nhận được một hệ thống, cuộc đời của hắn đã bắt đầu từ đây. Dựa vào nhiệm vụ của hệ thống đề ra, mỗi ngày Sung Jin-Woo ngày càng mạnh hơn từ tố chất cơ thể, sức mạnh. Ngoài ra hắn ta còn có điều chỉnh các chỉ số của cơ thể như lượng máu, mức năng lượng, tốc độ. Sau khi tăng đến cấp 70, hắn ta được hệ thống đưa đến một nơi làm nhiệm vụ đặc biệt, nhiệm vụ chuyển nghề. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Sung Jin-Woo đã nhận được một sức mạnh đặc biệt, đó là gọi bóng của đối thủ mình đã giết. Cái bóng đó mang sức mạnh như bản thể của nó, nhưng trung thành tuyệt đối và có khả năng tăng tiến sức mạnh. Khi hắn đạt đến cấp 100, hắn đã tìm kiếm sự thật về hệ thống. Sau khi gặp lại chúa quỷ, hắn đã phát hiện ra bí mật của hệ thống. Nhờ sự quyết tâm, không sợ sinh tử, hắn đã đánh bại chúa quỷ và chính thức trở thành hoàng đế bóng tối. Cuối cùng nhờ sức mạnh vượt trội, hắn đã ngược dòng thời gian, tiến vào không gian dị giới, đánh bại những hoàng đế khác ở dị giới vì mục đích duy nhất là những cánh cổng hầm ngục không xuất hiện trên thế giới này. Sau khi chiến thắng, Sung Jin-Woo đã thu họ làm tướng dưới quyền cai quản của mình. Sức mạnh của hắn mạnh đến nỗi các vị thần cai trị cũng phải sợ hãi, kiêng nể. Dưới cái bóng của hắn ẩn chứa hàng triệu các chiến binh bóng tối. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 2 nhé!